Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã có bài phát biểu trên truyền hình, trong đó ông kêu gọi các nước láng giềng không làm leo thang căng thẳng. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Nga đang phải chịu sức ép toàn diện từ rất nhiều phía sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tổng thống Putin nhấn mạnh, không hề có ý đồ xấu với các nước láng giềng, vì thế các nước này không nên đẩy nóng tình hình và không áp đặt bất cứ hạn chế nào. Ông Putin cam kết Nga sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của mình và cho biết nước này đang chỉ tiến hành một số hành động đáp trả, những hành động không thân thiện và chống lại Liên bang Nga. Tổng thống Putin cũng đưa ra tuyên bố trên khi mà chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 8 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nga và Ukraine cũng đang tiến hành vòng đàm phán thứ 2 tại Belarus với việc đạt được một số tiến bộ bước đầu liên quan đến việc thiết lập hành lang nhân đạo, sơ tán dân thường. Tuy nhiên, phía Nga đã nói rõ những gì diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào phản ứng của Kiev, nhất là đối với lập trường của Moscow trong việc chấm dứt xung đột hiện nay. Trước đó, Nga luôn khẳng định hai yêu cầu đối với Ukraine, đó là Ukraine phải phi quân sự hóa và giữ lập trường trung lập giữa Nga với NATO. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang tạo thêm áp lực mới lên chuỗi cung ứng chip toàn cầu, vốn cũng đã chịu những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Và đây là hệ quả tất yếu đã xảy ra do Ukraine hiện là nhà cung cấp nhiều nguyên liệu quan trọng cho ngành sản xuất chip toàn cầu. Theo như giới phân tích, thì Ukraine cũng đang cung cấp khoảng 50% khí neon và 40% khí krypton trên thế giới. Đây là hai loại nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành sản xuất chip. Vì thế, chiến sự nổ ra tại Ukraine đã lập tức làm gián đoạn nguồn cung, khiến giá của hai loại khí hiếm công nghiệp này bị đội lên vài lần so với trước. Ngoài ra, chiến sự cũng đẩy giá xăng nhiên liệu được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn tăng hơn gấp 3 lần, từ 2,5 đô la Mỹ một lít lên gần 8,6 đô la Mỹ một lít vào cuối tháng 1 vừa qua. Điều này càng làm ngành sản xuất chất bán dẫn trở nên lao đao hơn, kéo theo khó khăn của nhiều ngành công nghiệp phụ thuộc khác như là sản xuất ô tô, thiết bị điện tử. Nhiều công ty sản xuất của Mỹ cho rằng, trong đó có Intel, cho rằng những khó khăn hiện nay có thể sẽ kéo dài đến tận năm sau. Không chỉ gây khó cho ngành sản xuất chip, chiến sự tại Ukraine cũng đang đẩy đồng euro của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone rơi xuống mức đáy của 2 năm qua và kéo lùi hy vọng tăng trưởng kinh tế của châu Âu trong thời kỳ phục hồi hậu đại dịch COVID-19. Giá đồng euro đã lần đầu tiên giảm xuống mức dưới 1,1 đô la Mỹ trong gần 2 năm qua và chạm mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua so với đồng franc của Thụy Sĩ khi cùng để mất 0,8% trong giá trị quy đổi. So với đồng bảng Anh, euro cũng giảm 0,4% xuống còn 1 euro đổi được 82,56 pence, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2016. Giới phân tích kinh tế cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine và việc giá dầu mỏ khí đốt tăng sẽ tác động mạnh tới tiêu dùng ở châu Âu, từ đó kéo lùi triển vọng tăng trưởng kinh tế của khu vực này. Dự báo giá trị đồng euro có thể còn giảm nữa, nhất là khi chịu thêm áp lực từ việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 15-16 tháng 3 tới. Lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát, hiện chỉ có đô la Mỹ là tăng giá trong rổ tiền tệ sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái. Chính phủ Tây Ban Nha ngày hôm qua thông báo nước này sẽ giải phóng khoảng 2 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược để giúp xoa dịu đi tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng vốn đang có xu hướng gia tăng kể từ khi xảy ra chiến sự tại Ukraine, đã đẩy giá dầu và khí đốt lên đến mức cao đỉnh mới. Người phát ngôn chính phủ Tây Ban Nha bà Isabel Rodríguez cho biết việc giải phóng 2 triệu thùng dầu sẽ được thực hiện trong vòng 1 tháng và đây hoàn toàn là hành động tự nguyện của Tây Ban Nha để theo kêu gọi trước đó của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA nhằm đảm bảo an ninh và bình ổn thị trường năng lượng thế giới. Cũng theo bà Rodríguez, số dầu sắp được giải phóng chỉ tương đương với lượng dầu dự trữ của nước này trong 2,6 ngày. Trước đó, 31 nước thành viên IEA đã nhất trí tung ra thị trường khoảng 60 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực của chiến sự tại Ukraine đối với thị trường dầu mỏ thế giới. Mỹ và Nhật Bản và một số nước khác cũng đã công bố số liệu dầu mỏ xuất kho của mình theo các mức khác nhau. Và trong đó, thì Mỹ tuyên bố bán ra nhiều nhất với 30 triệu thùng, Nhật Bản đứng thứ hai với 7,5 triệu thùng. Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Kiev, giữa những tiếng ồn chói tai của pháo kích, vẫn có những gia đình đang chào đón các sinh linh bé bỏng được sinh ra trong những căn hầm trú ẩn ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố. Các em bình an sinh ra và hy vọng sẽ mang bình an lớn lên, mang theo niềm hy vọng giữa bức tranh với gam màu xám đang bao trùm đất nước Ukraine những ngày này. Cậu bé Mark hôm nay tròn 5 ngày tuổi. Bé sinh ra dưới hầm trú ẩn Bệnh viện Phụ sản số 5 của thủ đô Kiev.
Tôi tới bệnh viện vào ngày đầu tiên Nga tiến hành các hoạt động quân sự tại Ukraine. 4 ngày sau thì sinh con. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đứa con đầu lòng của mình sẽ sinh ra trong hoàn cảnh như thế này. Hầm trú ẩn bệnh viện phụ sản nay đã được chuyển đổi thành một bệnh viện dã chiến. Ngay cả những hành lang chật hẹp cũng được tận dụng để kê giường cho các sản phụ. Điện chỉ được tập trung cho những khu vực cần thiết, trang thiết bị thì thiếu thốn. Trong hoàn cảnh ấy, không ai có thể nói được rằng mình không hề lo lắng. Tôi biết là mình không được phép căng thẳng, nên tôi đang cố gắng bình tĩnh lại. Song điều này thật không dễ dàng khi chứng kiến những gì đang diễn ra, nhìn thấy những người phụ nữ vừa sinh mổ xong phải vội vàng chạy từ phòng phẫu thuật xuống các lối đi ngầm để trú ẩn. Họ không có thời gian để nghỉ ngơi. Cùng chung tâm trạng lo lắng ấy, còn có đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản số 5. Tâm niệm duy nhất của họ là làm thế nào đảm bảo tối đa an toàn cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh được sinh ra tại đây. Khoảng 70% nhân viên thường trực tại đây và thay phiên nhau làm việc. Quá trình truyền dạ của các sản phụ thường mất khoảng 10 đến 15 giờ. Trong thời gian đó, có thể có báo động không kích và sản phụ cần được di chuyển đến nơi trú ẩn. Chúng tôi an toàn ở đây. Đây là những nhân viên y tế tốt nhất thế giới. Chúng tôi rất tự hào về họ. Giữa những tiếng pháo kích trên bầu trời, dưới căn hầm trú ẩn này và rất nhiều nơi trú ẩn khác, có những đứa trẻ đã bình yên sinh ra trong vòng tay yêu thương của gia đình, trong niềm hạnh phúc của rất nhiều người xung quanh. Các em là những sinh mệnh mang tới những tia sáng ấm áp trong bức tranh đất nước Ukraine những ngày này, mang theo một tâm niệm duy nhất. Tôi hy vọng rằng đứa bé sẽ bình an.